Rồi chào bạn. Hôm nay mình qua vườn của ông anh chơi tham quan thì cũng bắt gặp một cái cây mai rất là già rất đẹp đây. Quay lại cho các bạn chiêm ngưỡng. Cái này để mình quay ra chiêm ngưỡng thôi chứ không có bán giao lưu được nha. Tại của ông anh cũng đỡ ông chơi giữ vườn. Cây mai rất đẹp. Không anh đâu. Nó cũng mới muốn ăn mì thì mới ăn. Anh đâu. Qua đến mì giờ. Sao qua cái này đâu? Đây là gì? Thì mình lên đấy. Rồi thêm ăn nhiêu đâu? Lấy được lắm. Một cái mai xù nữa các bạn. Ui, cái góc. Góc mình cầm cái rỡ không đây các bạn. Ha. Góc đây là giá trị nó cực kỳ giá trị luôn. Cái đồ xù của nó này, mình tăng đồ sáng cho các bạn xem. Xù mà nó sừng sừng, nó sừng nó quấy đó. Đấy, tay một này xù luôn ha, xù lên tới tới chi tới dâm luôn ha, già cây già chắc chúa đó. Cây nằm trong cái chậu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chậu bát tiên, chậu bát tiên. Khu vườn đang chập quá. Đấy, dàn cây đây cũng rất là đẹp. Tây đi eo, eo lá rồi. Cúc cả. Vườn cây này của ông anh em nào có tiếng nhà ấy giao lưu thì mình sẽ hỏi giá ông anh thưa cái là cây này bao nhiêu. Giá cái đâu bạn? Nói luôn giá biết không ạ? Cái đây nhiêu? Cái đây thiệt anh em là 100 triệu nha. 100 triệu à? Cái đây 100 triệu đây các bạn. Góc này nó xù hết rồi nha các bạn. Đó tôi cắt cái này. Để mình đâu mình ôm cho. Đấy, ôm nó là như là 4 bàn tay nha. Hai bàn tay 4 bàn tay mua hết góc là. Ôm bàn tay này. Hai bàn tay này. Đây này nha. Ôm thì đây. To lắm. Đây đây. Đây. Đó, đây các bạn. Wow. Ba gang tay này mà còn chưa hết này. Chưa hết nha. Còn cái này nữa này. Bên ngoài rất là to. Một cây mai nói chung cực kỳ đẹp, giá trị. Bốn tiền hết nha. Dạ chắc chúa luôn ha. Thế là mình đợi cho và nếu anh em thích thì mình bán cũng được. Đó, chỗ đây này có một cái bành này, cái bành rất là to như cái đầu á. Cái đầu mũ hiếm này. Cái đây với cây mai chúa ở dưới Quy Nhơn á là là một cặp này. Đây đây đây, ngồi đây đây. Đây các bạn. Đấy. Mũ hiếm này. Ba mũ bên đây này cho nó căng. Nhìn nó so sánh được cái bộ góc của nó. Bên đây xù đẹp nhất. Đó. Đây là mũ bảo hiểm của mình đây các bạn. Rồi bên kia là cái gốc cây cây mai. Nó xù mà nó già đẹp quá. Chà, có một cái bành nó đẹp quá. Chỗ đây nó thét lại này. Đây là một cây giáng long cổ của Bình Định đó các bạn. Nó đưa cái cần đi lên rất đẹp nha. Chỗ đây nó quấn cái tay xuống. Cái tay quấn xuống này. Rất hay. Đó, đây. Cái cầm tay mình ôm vào cổ gốc này. Đó, to gớm chưa. Cây đẹp quá. Lên trên đây nè, nó xù luôn này các bạn. Nói chung cây này nhìn ngoài nó đẹp lắm. Cái thằng to lắm, thằng thằng nó tới tầm 70 vậy. Tại mình thấy đẹp quá, mình quay lại cho anh em xem. Dạ, gió cây. Giờ lên này nó rút lại này. Nó thon nhìn nó rút cái cây. Đó, nó rút từ dưới rút lên ha. Đó. Tại vì cái chỗ này nó chặt quá các bạn. Nên mình không có di chuyển xung quanh cái cây được.
Cái chậu nó là sáu mươi nha, chậu tiền á, sáu mươi á. Chậu này là chậu bát tiên. Đây. Bên này nó già, đấy. Một cái bành tây đẹp, đấy. Nằm trong cái chậu bát tiên, có lên xanh mướt. Tây xuông là đi hết rồi các bạn. Rồi, video giới thiệu cây mai khủng của mình đến đây thôi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.